đường này là đường 58, đường 58 nó đi từ Las Vegas, đường đi xuống Los Angeles đó, thì sẽ đi cắt ngang đường này để đi ra đường 5, là từ đường 5 thì đi lên phía Bắc thì có thể đi được San Jose, San Francisco. Chứ nếu mà đi xuống dưới Los Angeles đó, mà đi bật lên ngược lại thì mất đường xa quá. Ô, tàu chui vào trong hầm. Ô, tàu chui vào hầm kìa. Tàu chui vào hầm. Ô, chui mấy hầm luôn. Hay ra. Đường dốc quanh co, chạy xe cẩn thận nha. Chú ý đường dốc quanh co, chạy xe cẩn thận. Chú ý đường dốc quanh co, chạy xe cẩn thận. Ô, đường đèo đẹp quá. Xe phía trước đạp thẳng đỏ đứt luôn. Ô, tàu đẹp chưa. California có nhiều cái đèo đẹp lắm. Đường đèo đẹp, cỏ vàng. Cỏ vàng. Đồi hoa vàng, đồi cỏ vàng, những đồi cỏ cháy đặc sản California. Xe này chạy xe mỗi lần đổ đèo là có thói quen là không có đạp thắng. Đường dốc 6%, 6 mai, chiều dài 6 mai. Muốn đạp xe, muốn đổ đèo mà không đạp thẳng thì nói chung là đừng có ép ga, đừng có tăng ga nhiều, cứ để xe nó tự trôi thôi. Mấy cái đồi nó đi bộ trên đồi nó đẹp. Chiều dài của đèo thì đổ xuống cái đèo chắc có 4 phút là xuống dưới đáy rồi. California khí hậu ôn hòa. Miền Bắc California thì có hơi lạnh, còn Việt Nam thì khí hậu ôn hòa. Không nóng quá, không lạnh quá. Ban đêm ngủ không bao giờ bật máy lạnh đấy nhé. Đường dốc quá mà cảm thấy nó khấp khỉu quá thì chạy xe giữa đàn cũng được. Chạy xe giữa đàn thì nó giảm cho mình cái độ gấp của cua. Đường hẹp quá thì cảm giác là ôm cua nó gấp, còn nếu mà đường rộng thì ôm cua cảm thấy nó không gấp. Xe sau lưng xe tải đang sổ dốc, chạy lao giống như một viên đạn. Nếu mình chạy chậm quá là họ sẽ ủi đứt mình, bể đứt mình. Đường trơn, nhà nước để dấu hiệu đường trơn, đường vòng ôm cua tốc độ 55 mph.
tốc độ của mình đang 65 mai giờ. Mấy xe nối đuôi đạp thẳng đỏ đứt. Phong cảnh ở đây nhiều phong cảnh giống như là núi rừng Thụy Sĩ đó nha. Nhà miền núi bên những sườn đồi y chang như của Thụy Sĩ vậy đó. Xe tải nó chạy sau lưng mình không biết nó có mất thắng không, mà sao nó chạy nó ủi sát đất mình luôn. Chắc chở nặng quá lao dốc mà. Như tên bắn à? À không có. Xe không tải. Xe không tải, xe đã chạy vô địch thiên hạ. Tesla xe điện. Toyota Camry. Toyota Camry đó là huyền thoại đó. Chạy bền vô cùng, chạy không bao giờ sửa, chỉ có chạy mà không có sửa. Đi về phía biển của California thì đồi núi sẽ chuyển qua màu vàng, những cánh đồng cỏ cháy. Phi trái cây với ga, tức là mua ga thì mua xăng thì sẽ được phi trái cây. Có không ta? Tự nhiên chỗ này lại hơi lên dốc ha. Xe bất kỳ giá nào, là không dừng xe anytime, không cho đậu xe bất kỳ thời gian nào. Hay quá, nó sổ dốc từ nó sổ xuống luôn, cuối cùng nó sổ xuống là nó lại lên ngược lại, vượt cái đèo đó xong rồi lại vượt cái đèo này. Tốc độ 65 mai giờ. Xe tải 3 cầu. Tốc độ tối đa 55 mai giờ. Xe tải này leo dốc không nổi, để đèn nhấp nháy rồi. Tiếp tục 3 mai. Là xe tải thì sử dụng cái số thấp để mà xuống dốc, số thấp thì cái xe nó không có lao, nhưng mà chỉ có 3 mai thì cũng ngắn mà, thoáng cái xuống.
có đạp thắng nha, có thể cho xe trôi chứ không có đạp thắng. Đường này mà nó gấp quá là mình cúp cua được này, cúp gấp này cho cái xe nó đỡ lao vận tốc lớn, xong rồi nó bị lực ly tâm hất ra khỏi cái vòng cung á đó. Mấy lần này thay vì mình ôm cua thì mình chém đường như vậy này. Chém đường á, chen len không sao nếu mà đường vắng á, còn đông xe thì mới cần thắng len. Hết dốc rồi, xe không xài thắng là cái xe nó nhẹ lắm nè. Ví dụ góc này thì chém góc này đó, chém góc thì nó giảm bớt cái độ lao của xe. Từ cái nối đổ xuống hơi ù tai, áp suất không khí thay đổi. Cơn dốc này coi vậy mà cứ 6 mai, 3 mai, rồi 5 mai cộng lại cũng 12 phút kìa. 12 phút là tổng cộng cái đường đèo này cũng lên tới mười mấy mai, 15, 16 mai. 15, 16 mai mà nhân với cây số thì cũng là 20 mấy km. Quá đẹp. Trước là thành phố Bakersfield. Từ Bakersfield mà đi rẽ trái thì sẽ xuống dưới Los Angeles, đi rẽ phải thì lên San Jose, San Francisco, Sacramento. Đi thẳng nữa thì lên tiểu bang Oregon. Oregon có thủ đô, thủ phủ là Portland. Đi lên nữa thì sẽ đụng Seattle. Seattle là nó phải thủ phủ của tiểu bang Washington. Đi nữa thì sẽ đụng biên giới Canada. Đường 5. Ồ, cỏ đẹp quá. Dốc này là dốc cuối cùng à? Xe tải sử dụng số thấp. Đổ con dốc cuối cùng là sẽ xuống dưới đồng bằng. Biển màu vàng đó là nói đường ngoằn ngoèo là trơn trượt. Ô, có ngưng lại chỗ kia ngắm phong cảnh không ta? Phong cảnh của Thảo Nguyên Bao La hả? Ua, chắc ngưng lại xíu nhỉ? Khi chẳng mấy khi nơi đây chúng ta sẽ nhìn xuống phía dưới bao la. Ôi, đẹp quá. Ôi, con đường kia đẹp quá. Những cánh đồng cỏ cháy.
Wow. Rồi, thấy cảnh đẹp rồi, tiếp tục đổ đèo. Sẽ xem cỏ của California, những cánh đồng cỏ cháy. Đây là những cánh đồng cỏ cháy chính hiệu nai vàng, chính hiệu nai vàng, những cánh đồng cỏ cháy. Xe đẹp kìa. Đường ta đi tuy khó nhưng có con đường ta đi. Cali đẹp quá, Cali mát mẻ đẹp quá. Xe đổ đèo kìa. Thích Cali nắng nắng đó, mà chiều chiều đã thấy trời dịu xuống mát rồi. Dưới đó là đồng bằng. Vượt nhau kìa.
từ từ mà chạy với cái nôn nóng vượt nhau làm gì dễ xảy ra tai nạn, nối đuôi nhau 5 xe kìa, ủi nhau cái là ủi coi như là liên hoàn luôn, liên tiếp luôn. Xuống dưới đồng bằng rồi các bạn ơi. Hết sốc rồi, hết sốc rồi. Xuống dưới này là thung lũng trung tâm của California, sẽ có nhiều cam, nho. Như đã nói, nước được dẫn từ phía bắc Sacramento xuống dưới này. Miền Bắc cung cấp nước cho miền Trung của California. Xuống dưới này là thấy màu xanh này. Chẳng mấy chốc là thấy màu xanh bao la. Xăng exit 127 đó, màu xanh bao la kìa. Đất thì giống như sa mạc mà người ta làm một lúc và cuối cùng là có đầy đủ những cánh đồng nho. Nhiều lắm, cam nhiều mùa là coi như là không có người hái cam á, cam rụng xuống đất là vàng hết cả đất luôn, thấy phí ghê lắm.